Series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 32. Rất nhiều tạp chí du lịch danh tiếng đã khuyến khích rằng một trong những cách tốt nhất để khám phá Piedmont của Ý là thông qua các loại rượu vang của nó. Thật vậy, bạn có thể khám phá ra rất nhiều phong cách rượu vang khác nhau tại đây. Từ rượu vang đỏ đậm và lâu đời của Nebbiolo đến rượu vang trắng tinh tế, ngọt ngào, có ga của Moscato d'Asti. Nếu bạn chưa biết thì Piedmont là một trong những vùng trồng nho nổi tiếng nhất của Ý. Trong số 20 vùng sản xuất rượu vang lớn của Ý, Piedmont đứng thứ 6 về sản lượng sản xuất cao nhất. Rượu vang tại đây được biết đến thuộc phân cấp DOCG nhiều hơn bất kỳ vùng nào khác. Ở Piedmont có tổng cộng 59 vùng, bao gồm Barolo, Gabbiano, Barbera d'Asti và tên của vùng được liệt kê nổi bật trên nhãn rượu Piedmont. Trong khi có rất nhiều tên và khu vực khiến bạn cảm thấy cực kỳ phức tạp trong việc khám phá rượu vang tại Piedmont, Daily Wine nghĩ rằng bạn nên thử khám phá thông qua các giống nho. Chỉ có khoảng hơn chục giống nho làm nổi bật các loại rượu vang quan trọng nhất của nơi đây. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!